Chào mừng quý vị đã đến với tin giải trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Tiểu sử diễn viên Thanh Bình. Thanh Bình sinh năm 1985, quê quán tại Đắk Lắk. Anh là nam diễn viên quen mặt đối với khán giả truyền hình phía Nam. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Ngọc Lan và Thanh Bình cũng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Mới đây, thông tin cả hai đã chính thức ly hôn khiến mọi người thật sự choáng váng. Thanh Bình tham gia đóng phim từ lâu, nhưng đến khi công khai tình cảm với diễn viên Ngọc Lan, danh tiếng của Thanh Bình được mọi người biết đến nhiều hơn. Thanh Bình là người rất yêu công việc và hết mình với nghề. Anh dành phần lớn thời gian của mình với đam mê diễn xuất. Có rất nhiều đồng nghiệp quý mến nam diễn viên vì những cố gắng và nghiêm túc của anh trong công việc. Với vẻ ngoài phong độ, nam tính, có đôi khi khó gần, nhưng Thanh Bình lại là ông chồng rất chiều vợ và yêu con. Sau thời gian vướng tin đồn tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuối cùng Ngọc Lan đã lên tiếng xác nhận cô và Thanh Bình đã ly hôn. Theo nam diễn viên, cả hai không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Nhưng Thanh Bình nhấn mạnh vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt với vợ cũ và cùng cô góp sức chăm sóc con trai bé Louis. Những chia sẻ của Thanh Bình về việc ly hôn Ngọc Lan nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Đa số cho rằng nam diễn viên cư xử chừng mực, thể hiện sự tôn trọng với vợ cũ. Ngoài đời, Thanh Bình cũng nổi tiếng là diễn viên có lối sống nhẹ nhàng, giản dị và cởi mở với đồng nghiệp. Theo nghiệp diễn nhiều năm qua, nam diễn viên chưa từng xảy ra scandal tài tiếng nào. Bạn bè nhận xét Thanh Bình như một con ông chăm chỉ, miệt mài, với từng vai diễn không bon chen. Tính cách này xuất phát từ cuộc sống thăng trầm của nam diễn viên. Từ nhỏ, Thanh Bình kể, anh sống với bà ngoại, bà nội ở Đắk Lắk. Hai người bà của nam diễn viên đều nhân hậu, theo đạo Phật, ăn chay trường, nên thường đưa anh đi chùa. Thấm nhuần tư tưởng có đức mặc sức mà ăn, và trên đời luôn có nhân quả. Thanh Bình biết điều tiết cảm xúc, ít nổi nóng khi gặp trắc trở trong cuộc sống. Thanh Bình từng kể vào năm 14 tuổi, anh đã tự lập bằng nghề vá lốp xe đạp ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Ngoài ra, anh còn làm đủ mọi nghề tay chân để kiếm sống. Đến năm 18 tuổi, anh xuống Sài Gòn lập nghiệp, chỉ với một ba lô gồm 3 chiếc áo và 2 cái quần. Từ ngày dấn thân vào nghề diễn, Thanh Bình cũng trải qua nhiều khó khăn vất vả. Trước khi được đóng vai chính thứ 9 trong các bộ phim truyền hình, nam diễn viên phải làm những công việc nhỏ tại trường quay như chở đạo cụ, phục trang, thư ký, trợ lý. Lăn lộn với vất vả khó khăn từ nhỏ, nên Thanh Bình không có gì khiến anh phải đầu hàng, sợ hãi. Cũng như trong cuộc sống, chuyện tình yêu của Thanh Bình kín tiếng không màu màu. Ngoài tình cảm dành cho Ngọc Lan suốt 10 năm, trong báo chí nam diễn viên chưa từng chia sẻ về mối quan hệ với bất cứ cô gái nào. Năm 2009, Ngọc Lan và Thanh Bình lần đầu hợp tác trong phim Ngõ Vắng. Thời điểm ấy, Ngọc Lan đã là một diễn viên được chú ý sau vai diễn Kiều Nữ trong Kiều Nữ và Đại Gia. Trong khi đó, nam diễn viên vẫn là một gương mặt khá nhạt nhòa. Sau đó họ hợp tác cùng nhau trong phim Tình Ca Phố. Lúc này cả hai là một cặp đôi đẹp trên màn ảnh. Từ sự cộng tác ăn ý, Thanh Bình thừa nhận đã yêu thầm bạn diễn. Lúc ấy không được cô đáp lại, anh vẫn âm thầm ở bên, chăm sóc động viên. Trong những lúc Ngọc Lan đau đớn vì tình yêu tan vỡ, hủy hôn, cô cũng khóc trên vai anh. Và chính tình cảm chân thành của Thanh Bình, như mưa dặm thấm lâu, dần dần khiến trái tim nữ diễn viên rung động. Năm 2016, họ đã tổ chức lễ đính hôn. Và tháng 2 năm 2017 chào đón cậu con trai đầu lòng kháo khỉnh. Thanh Bình cho biết tình cảm của họ được nuôi dưỡng và lớn lên theo năm tháng. Anh thừa nhận mến mộ vẻ đẹp, tài năng và tính cách của Ngọc Lan. Từ khi về chung nhà, nam diễn viên cho hay không ngại làm mọi việc thay vợ, từ chuyện nấu ăn, dọn dẹp. Anh khẳng định muốn được bù đắp cho những vất vả, đau đớn của Ngọc Lan khi sinh con trai bé Louis. Trong một talk show mới đây, nữ diễn viên đã khen ngợi Thanh Bình là người chỉnh chu, đầy trách nhiệm. Và nhờ tính cách trầm, bình tĩnh của anh mà Ngọc Lan đã thay đổi được cách sống của bản thân, bớt nóng tính, cộc cằn hơn trước. Có lẽ cũng bởi tính cách ấy, sau khi chia tay, Ngọc Lan vẫn không một lời trách móc chồng cũ. Cô khẳng định hai người chia tay trong hòa thuận và hoàn toàn không có sự xuất hiện của người thứ ba.
Hành trình gần 15 năm bên nhau của Ngọc Lan và Thanh Bình trước khi ly hôn, từ tri kỷ đến vợ chồng rồi tan vỡ. Sau hàng loạt tin đồn rạn nứt hôn nhân, mới đây Ngọc Lan và Thanh Bình đã chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn sau gần 3 năm chung sống. Thông tin này khiến người hâm mộ và bạn bè của cặp vợ chồng không khỏi bất ngờ. Đặc biệt, Ngọc Lan và chồng cũ đã có một hành trình đáng ngưỡng mộ. Từ tri kỷ hơn 10 năm, đến cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa trước khi đặt dấu chấm hết sau 3 năm chung sống. Nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ Ngọc Lan và Thanh Bình trước khi đường ai nấy đi, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trước khi kết hôn, Ngọc Lan và Thanh Bình đã có quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hơn 10 năm. Nữ diễn viên tự nhận tính tình vô tư, mỗi khi gặp chuyện buồn thì sẽ tâm sự với Thanh Bình như một tri kỷ. Còn Thanh Bình thừa nhận yêu thầm bạn thân khá lâu, nhưng không dám ngỏ lời vì mặc cảm thu nhập thấp. Ngọc Lan từng gặp chuyện buồn trong các cuộc tình trước đây, khi cô công bố chuyện hôn nhân nhưng chưa bao lâu thì tan vỡ. Thanh Bình cho biết anh thương cô nhiều hơn sau bao thiệt thòi, đau khổ. Sau thời gian hiểu được tình ý của đối phương, Ngọc Lan và Thanh Bình chính thức tìm hiểu nhau vào khoảng cuối năm 2015 sau 10 năm làm bạn bè. Đến đầu năm 2016, Thanh Bình và Ngọc Lan chính thức công khai hẹn hò. Do đã quá hiểu nhau bởi gần một thập kỷ làm bạn thân, sau gần nửa năm hẹn hò, Ngọc Lan và Thanh Bình thông báo làm lễ đính hôn vào tháng 7 năm 2016. Đám hỏi của Ngọc Lan và Thanh Bình nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp. Từ đó cả hai chính thức trở thành cặp vợ chồng đẹp nhất nhì trong showbiz Việt. Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên tham gia nhiều dự án và hỗ trợ nhau nhiệt tình trong công việc. Không chỉ đời thực, Ngọc Lan và Thanh Bình còn được ví là cặp vợ chồng vàng của màn ảnh Việt. Năm 2017, cặp đôi chính thức hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là bé Louis. Sau khi có quý tử đầu lòng, Ngọc Lan và Thanh Bình dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ. Hiện tại, con trai đầu lòng của Thanh Bình và Ngọc Lan đã được gần 3 tuổi. Gia đình hạnh phúc của Ngọc Lan khiến bao người trầm trồ. Bởi Thanh Bình là một người đàn ông của gia đình, hết lòng yêu thương và chăm sóc vợ con. Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, Ngọc Lan và Thanh Bình hạn chế xuất hiện cùng nhau. Cho đến ngày 13 tháng 11, cả hai đã chính thức xác nhận ly hôn sau gần 3 năm chung sống. Khoảnh khắc thân thiết cuối cùng của Ngọc Lan và Thanh Bình được đăng trên trang cá nhân của cô vào tháng 7 năm 2019, trước khi cả hai chính thức đường ai nấy đi. Sau tất cả, Ngọc Lan và Thanh Bình đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ từ tri kỷ đến vợ chồng gần 15 năm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.